Báo cáo với các bác là sáng nay là ngày 29 tháng 8 thì đây là một cái form rất là cơ bản trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay các bạn nhé. Trước khi mình chuyển một con chim trống đực bánh tè, mình đã kiểm tra móng, chân, vảy. Và đây là con chim là bắt đầu đang bánh tè, đang lốm đốm bắn cường. Con chim này nó rơi vào hai tháng tuổi. Và các bạn trên đây các bạn thấy là bộ rất là to luôn. Kiểm tra xương, kiểm tra khung, kiểm tra màu lông đuôi. Và đây là đầu xanh đuôi xám. Đấy. Giống chim khổng lồ, mỏ không vấn đề gì, tình trạng chim rất là khỏe mạnh. Thì đây là những cái khách hàng lấy ở bến xe Gia Lâm, và anh ta không có nhu cầu chơi sinh sản, anh chỉ chơi chim trống để về gáy, sau này lên chim khách. Thì con chim này là chim nhà đẻ và sinh sản ra, nuôi bón là đến bây giờ là giai đoạn có thể ăn lúa độc lập và uống nước độc lập rồi. Ngồi chỗ ngồi xuống. Đây là cái hộp mình cho nó vào. Đừng rung hình, đừng rung hình. Thông tin khách hàng đây. Đấy không? Mọi chi tiết thì các bác liên hệ trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay để đặt chim cú gáy, mua chim cú gáy. Nay là 29 tháng 8. Số điện thoại là 033 5305 982. Xin chào và hẹn gặp lại.